Mến chào tất cả các bác. Tiếp tục video xin phép được test một bộ karaoke full hàng mới chính hãng của AB Pro các bác nhé. Hàng chính hãng các bác lưu ý nhé. Với 5 thớt và một đôi loa. Xin phép được test cho anh Hùng ở Nghệ An các bác nhé. Một cấu hình rất là VIP chính hãng của AB Pro hơn 20 triệu một chút các bác nhé. Với dòng loa 30. Các bác có thể cảm nhận ngay được với những giải bass rất là đầm, lời tép lên rất là mạnh và sáng các bác nhé. Với cấu hình này hiện tại thì em đang sử dụng đó là một chiếc đẩy DX2008 các bác nhé. Dòng đẩy này thì là 800W một kênh, có cho phép các bác chơi 2 đôi 30. Đó, DX2008. Quản lý nguồn Pro 12 với phiên bản cao cấp hiện tại cũng là mới nhất. Pro 12 các bác nhé, đây là quản lý nguồn hỗ trợ để chống chập cháy bộ dàn cũng như là ổn định hơn với các cái thiết bị ở chọn một bộ dàn các bác nhé. Nâng tiếng PX22 Plus sẽ hỗ trợ nghe nhạc và hát karaoke hay hơn. Vang cơ các bác nhé, vang cơ A20 phiên bản nâng cấp từ bản A12 và A15. Với phiên bản này thì tiếng mic cũng hay hơn và lọc nhạc tốt hơn. Sử dụng Bluetooth 5.0 các bác ạ, 5.0. Cái độ bắt sóng ổn định hơn, có cả USB, Bluetooth đầy đủ hết các bác nhé, AUX. Bên trên là bộ mic KM600. Với dòng mic này thì tiếng hát rất là hay rồi. Nói chung là với dòng mic này hát hay là nhẹ, tiếng bắt mic rất là tốt. Cuối cùng em cũng vừa nói với các bác rồi, đôi loa sử dụng một bát 30 các bác nhé. Bát 30, một chép kèn, đánh rất là uy lực các bác ạ. Đây các bác nhìn cái thùng của dòng loa này làm rất là sâu đằng sau, cho nên là cái giải bass đánh rất là đầm các bác nhé. Đánh rất là đầm, hơn 40 phân cơ, đánh rất là đầm. Ở đây thì em cũng có ký hiệu đầy đủ nhé các bác nhé. Khi các bác mua hàng của bên em hoàn toàn yên tâm, bên em có ký hiệu chi tiết tất cả các cái dây dắt. Đó, em sẽ cho các bác cùng xem. Về các bác chỉ biết xếp thứ tự đúng như vậy thôi và đấu trình tự là xong. Xuống rất là đầm các bạn, rất là đầm. Anh Hùng cũng là một bác khách quen, cũng đã có sở hữu những bộ karaoke bên cửa hàng và anh sẽ tiếp tục ủng hộ. Bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận một chút về karaoke các bác nhé. Với những cái bộ này thì em gửi cũng rất là nhiều bác đã đặt hàng và ưng ý về cái chất lượng cũng như là hình thức đẹp và bảo hành chính hãng, bảo hành điện tử luôn các bác nhé. Đó,
Bây giờ thì em sẽ chuyển sang một ca khúc karaoke nhé các bác nhé, để các bác cùng cảm nhận nhé. Cảm nhận cái tiếng lời khi mà em hát lên, cái tiếng lên rất là đầm các bác ạ, đầm và sáng tinh mic các bác nhé, hát rất là nhẹ. Với một cấu hình full hàng mới chính hãng đến từ thương hiệu AV Pro, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về hình thức các bác nhé. Vâng, rất là cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, ở Nghệ An cũng đã sử dụng các cái dòng sản phẩm bên cửa hàng. Các bác nào có nhu cầu với những bộ karaoke chính hãng full mới như vậy có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.